phẩm thứ ba, Đại giáo Nghiêm Khởi. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói, như gương sáng sạch chiếu rõ vạn pháp. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ: ngày nay Đức Thế Tôn hiện sắc tướng nghiêm tịnh, rạng rỡ nguy nguy, cõi nước trang nghiêm, từ trước đến nay ta chưa từng thấy, thật là hiu hữu. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đài tịch định, an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thắng của chư Phật. Quá hiện vị lai, Phật Phật nhớ nhau, Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác? Vì sao lại có oai thần hiển diệu thù đặc như vậy? Quý xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Bây giờ Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: lành thay, lành thay, ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh mới hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cúng dường các bậc A-la-hán, Bích Chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuẩn đồng trong một thiên hạ. Vì sao vậy? Chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sau đều nhân lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát. Này A Nan, Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời tuyên dương giáo pháp, là muốn cứu bạc quần sanh, đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa u đàm hiếm khi xuất hiện. Lời hỏi của ông hôm nay lợi ích rất lớn. A Nan nên biết trí chánh giác của Như Lai rất khó suy lường, không gì chướng ngại được, có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp, thân và các căn không có sanh diệt. Vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng, tối thắng tự tại với tất cả pháp. A Nan hãy lắng nghe, khéo nghĩ, nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ. Hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.